ban chấp hành đoàn cơ sở này. Đây là em đang ở tài khoản của đoàn cơ sở. Ban chấp hành đoàn cơ sở chọn vào dấu thêm. Sau đó các anh chị điền thông tin của ủy ban chấp hành của mình vào đây. Ở đây chúng ta sẽ có các chức vụ thì tương ứng với cả chức vụ nào ở trong cái tài khoản. Cái tài khoản này thì là mình sẽ điền. Ở đây mình lưu ý này, ví dụ như là đồng chí đó là ủy viên ban chấp hành đoàn cơ sở, bí thư chi đoàn, thì ở đây là tài khoản đoàn cơ sở thì mình cũng sẽ chỉ chọn thông tin là ủy viên ban chấp hành thôi. Cái việc mà chọn chức vụ này nó không cho chúng ta chọn chức vụ kép, nên là ở cái tài khoản nào mà mình muốn lưu thông tin của cán bộ đoàn thì mình sẽ chọn chức vụ ở trong cái tài khoản đó. Ở đây ví dụ như em đang ở đây, em sẽ chọn bí thư đoàn cơ sở này. Rồi, như thế là đồng chí này đã có tên ở trong danh sách của ban chấp hành. Cái việc mà nhập thông tin cán bộ đoàn ở trong phần này nó sẽ ảnh hưởng đến biểu thống kê số liệu các cấp liên quan đến công tác cán bộ, đó là biểu số 5. Ở đây chúng ta sẽ có căn cứ vào cái dữ liệu trên hệ thống thì hệ thống sẽ tự phân ra cho chúng ta ở trong các cái mức như thế này. Các anh chị có nhìn thấy các cái khối đây không ạ? Ví dụ như là bí thư đoàn xã phường thị trấn hay là bí thư đoàn cơ sở các khối khác. Cái xã phường thị trấn này thì hệ thống nguyên tắc căn cứ vào đâu để phân vào đây? Căn cứ chính là về phân cái loại tổ chức này, loại tổ chức ở cấp nào thì nó sẽ điền vào cấp đấy. Ở cái tài khoản đoàn cơ sở này của em thì nó đang được phân là ở khối nông thôn, do đó là thông tin cán bộ đoàn thì nó sẽ nhảy vào đoàn bí thư đoàn xã phường thị trấn. Còn nếu trong trường hợp mà cái tài khoản cái cấp bộ đoàn cơ sở này được phân là khối doanh nghiệp hay khối công chức viên chức thì bí thư đoàn cơ sở nó sẽ nhảy vào đây, nó sẽ nhảy ở hàng này. Tương tự với phó bí thư cũng thế, bí thư chi đoàn cũng tương tự. Được chưa? Rồi đến cách số 2, đó là cách mà cán bộ đoàn sẽ nhập thông tin ở trên app Thanh niên Việt Nam. Bây giờ em sẽ vào tài khoản của một một bạn ở trên app Thanh niên Việt Nam. Em sẽ thao tác cho các anh chị. Rồi, ví dụ đây là một tài khoản của một bạn cán bộ đoàn. Đây là một tài khoản đã xác thực rồi. Thì khi mà cái trạng thái hiển thị đã xác thực thì app sẽ cho phép các anh chị có cái hình cái bút ở phía bên tay phải đây để các anh chị có thể chỉnh sửa được thông tin cũng như là nơi sinh hoạt đoàn. Ở đây mình lưu ý này, cái phần chức vụ trong đoàn này thì hiện nay hệ thống đang phân ra nguyên tắc như sau. Nếu mà chức vụ ở trong chi đoàn hay là chi đoàn cơ sở là đoàn viên này, bí thư này, phó bí thư này, ủy ban chấp hành chi đoàn, có nghĩa là cái phần đằng sau nó gắn với chi đoàn hay chi đoàn cơ sở anh chị chọn ở đây thì bắt buộc ở nơi sinh hoạt đoàn mình sẽ phải chọn đến chi đoàn hoặc chi đoàn cơ sở. Mình lưu ý nếu chức vụ mình chọn là trong đoàn cơ sở, trong chi đoàn cơ sở hoặc là chi đoàn nơi mà quản lý trực tiếp đoàn viên ấy, thì cái phần nơi sinh hoạt đoàn bắt buộc mình phải chọn đến cái chi đoàn hoặc chi đoàn cơ sở, được chưa? Còn nếu mà cái chức vụ mà mình chọn nó không liên quan gì đến chi đoàn hay chi đoàn cơ sở hết thì cái phần nơi sinh hoạt đoàn mình có thể chọn đến bất kỳ cấp nào. Và có một cái khác ở đây,
là khi mà mình chọn như thế thì ở trên phần mềm quản lý đoàn viên nó sẽ không được nhảy vào phần duyệt thông tin đoàn viên từ app, mà nó sẽ nhảy ở phần duyệt thông tin ban chấp hành từ app. Thì nữa em sẽ thắt, em sẽ trình trình bày cái giao diện của cái duyệt thông tin ban chấp hành từ app cho anh chị xem. Ở đây ví dụ em chọn là bí thư đoàn cơ phó bí thư đoàn cơ sở đi. Thì ở đây mình sẽ tìm đến cái ở đây mình lưu ý này, mình muốn thông tin, nhắc lại một lần nữa là mình muốn thông tin của cán bộ đoàn của mình nhảy vào phần danh sách ban chấp hành cơ sở của cấp nào, của cái tài khoản nào, thì mình chọn chức danh trong ủy viên ban chấp hành của cái tài khoản đó. Ví dụ ủy viên ban chấp hành đoàn cơ sở như là bí thư chi đoàn như em vừa nhắc, mà bây giờ muốn cái đồng chí này, thông tin đồng chí này nhảy vào ủy viên ban chấp hành của đoàn cơ sở đấy, thì bây giờ ở đây mình sẽ chọn là ủy viên ban chấp hành chứ mình không chọn là bí thư chi đoàn đó. Ví dụ như là chọn vào cái tài khoản em đang test đi. Rồi, ở đây mình thấy là em đang chọn đến đoàn cơ sở đúng không ạ? Không phải chọn đến chi đoàn hay là chi đoàn cơ sở. Và chức vụ em đang chọn là phó bí thư đoàn cơ sở. Ấn hoàn tất. Rồi, khi đó thì hệ thống sẽ hiển thị là chờ duyệt. Và bây giờ mình sẽ vào tài khoản. Ban chấp hành đoàn cơ sở để mình theo dõi. Rồi đây là tài khoản ban chấp hành đoàn cơ sở này. Một là chúng ta có thể tìm vào cái chuông này để xem. Hai là chúng ta có thể nhập tìm vào phần thông tin chung này và kéo xuống phần duyệt thông tin ban chấp hành các cấp để xem. Đó. Thì ở đây khi mà em ấn vào duyệt thông tin chung và duyệt thông tin ban chấp hành các cấp thì hệ thống đã hiển thị ra cái đồng chí mà em vừa nhập trên app này rồi. Nếu mà các anh chị thấy đây đúng là ủy viên ban chấp hành của mình thì mình sẽ ấn duyệt. Đồng ý được chưa? Và khi mà mình ấn duyệt xong ấy thì thông tin của cán bộ đoàn nó sẽ tự động nhảy vào phần ban chấp hành đoàn cấp này. Và ở đây mình nhìn thấy này, nó cũng giống y như là thông tin đoàn viên thôi. Nó cũng có cái hình điện thoại nếu mà gửi từ app sang, và nó sẽ không có hình điện thoại nếu mà chúng ta nhập từ trực tiếp ở trên Jam. Đó. Và trong trường hợp mà đại biểu này hay là người này mà thôi không tham gia ban chấp hành nữa thì mình hoàn toàn có thể ấn nút xóa để xóa thông tin đi. Mình sẽ vào phần thống kê các cấp này. Biểu số 5 này. Đó, ở đây mình đã thấy là hệ thống đã tự kích hoạt, đã tự điền thông tin số của một ủy ban chấp hành vào đây rồi đúng không ạ? Cái nội dung này thì có một cái lưu ý, đó là trong cái khoảng thời gian tháng 8 khi mà Trung ương đoàn tổ chức cái hội thi bí thư đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất năm 2023 thì cái số lượng để Trung ương đoàn có căn cứ để tính cái tỷ lệ phần trăm ấy là bao nhiêu phần trăm bí thư đoàn cơ sở tham gia cái hội thi này, chính là cái số này, chính là cái số này. Nên là ngay từ bây giờ các anh chị phải báo với cả đoàn cơ sở và thậm chí là các cấp bộ đoàn của mình, bởi vì ở đây không chỉ có tài khoản của đoàn cơ sở mà đoàn cấp huyện cũng thao tác tương tự, đoàn cấp tỉnh cũng thao tác tương tự để nó nhảy vào trong phần thông tin ủy ban chấp hành các cấp này. Tất cả các cấp đều thao tác như thế, nên là bây giờ các anh chị phải hướng dẫn các đơn vị trực thuộc của mình là điền nhập thông tin của cán bộ đoàn vào trong phần này. Một là có thể nhập trực trực tiếp ở trên Jam, hai là có thể hướng dẫn cán bộ đoàn là duyệt thông tin ban chấp hành các cấp và khai báo từ trên app. Cái việc mà khai báo từ trên app ấy nó thuận tiện hơn, bởi vì là bây giờ ban tuyên giáo vẫn đang mở cho chúng ta cái việc kiểm tra học tập nghị quyết đúng không ạ? Thì khi mà duyệt thông tin ở trong ban chấp hành các cấp này rồi thì cán bộ đoàn vẫn có thể thi và tham gia thi nghị quyết như bình thường. Đó, các anh chị lưu ý giúp em chỗ này. Một cái điểm nữa là bây giờ có một trường hợp là bí thư chi đoàn. Bí thư chi đoàn là đương nhiên là đã có tên trong danh sách đoàn viên rồi đúng không ạ? Thế bây giờ muốn bạn ý có tên trong danh sách ban chấp hành của đoàn cơ sở thì cái việc mà đoàn viên chọn lại trên app ấy thì nó có ảnh hưởng gì đến dữ liệu đoàn viên không? Thì câu trả lời là không, bởi vì là dữ liệu đoàn viên ấy khi mà đoàn viên khai báo thông tin là bí thư chi đoàn và chọn đến nơi sinh hoạt đoàn là chọn đến chi đoàn, và khi mà chi đoàn duyệt ấy thì nó sẽ nhảy vào trong cái danh sách đoàn viên của mình trong danh sách này đúng không ạ? Nhưng mà khi mà cán bộ đoàn
bạn ấy sửa lại là ủy viên ban chấp hành đoàn cơ sở và gửi duyệt thông tin ở trên phần mềm đến ban chấp hành của đoàn cơ sở này, thì thông tin của bạn ấy sẽ được nhảy vào trong cái phần thống kê ban chấp hành đoàn cơ sở này. Hai dữ liệu đấy nó hoàn toàn khác nhau và nó sẽ không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Nó sẽ vẫn hiển thị dữ liệu của bạn ý từ trên app ở trên trong cái danh sách của chi đoàn và vẫn hiển thị dữ liệu của bạn ý ở trên app ở trong cái thống kê ban chấp hành các cấp này. Đó, mình hiểu không ạ? Khi mà ủy viên ban chấp hành của cái cấp này, ví dụ giống y như đoàn viên thôi, nguyên tắc là giống y như đoàn viên, nếu ủy viên ban chấp hành cấp này mà bạn ấy chọn lại cái nơi sinh hoạt khác, ví dụ như là bạn ấy chọn là bây giờ bạn ấy không phải là ủy viên ban chấp hành cơ sở nữa mà bạn ấy là ủy viên ban chấp hành cấp huyện, bạn ấy sẽ chọn là ủy viên ban chấp chức vụ là ủy viên ban chấp hành, và cái phần nơi sinh hoạt bạn ấy sẽ chọn tỉnh và bạn ấy sẽ chọn huyện. Khi đó thì vào cái tài khoản của huyện thì huyện duyệt thì sẽ vào trong cái phần thống kê ban chấp hành của huyện, và lúc đó thì trong cái phần thống kê ban chấp hành của cái cơ sở này nó sẽ bị mất đi. Mình hiểu không ạ? Nếu mà đã là thông tin từ app thì chỉ được hiển thị thông tin ở một nơi. Ví dụ ban chấp hành thì chỉ được hiển thị thông tin ở một nơi. Còn danh sách đoàn viên thì cũng chỉ hiển thị thông tin ở một nơi. Chỉ có trường hợp là có thể hiển thị thông tin được vừa ở trong ban chấp hành này vừa ở trên cái danh sách đoàn viên thì có. Nhưng mà ở trong một cái danh sách này thì chỉ hiển thị được ở một nơi thôi. Đó, nếu mà bên kia duyệt rồi thì bên này sẽ mất. Nên là mình lưu ý giúp. Đối với các tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở thì làm thao tác như em vừa hướng dẫn. Và cái công cụ để các anh chị mình quản lý đó là trong cái phần biểu số 5 này, thống kê số liệu đội ngũ cán bộ đoàn các cấp để mình đôn đốc các đơn vị. Rồi đến hướng dẫn thao tác thứ hai đó là thao tác liên quan đến biểu số liệu. Trong cái biểu số liệu này ấy, thì ở đây chúng ta năm nay thì trung đoàn có 9 cái biểu số liệu. Tại sao lại là 9? Bình thường như mọi năm các anh chị nhập trên web qldoanviên.vn đúng không ạ? Nó có rất nhiều biểu, trong đó cả bao gồm biểu cả công tác kiểm tra nữa. Tuy nhiên là trong cái văn bản mới của văn phòng ấy, khi mà gửi các cái phụ lục để các đơn vị điền ấy, thì nó đã có cái biểu về công tác kiểm tra giám sát rồi. Nên là cái biểu đấy sẽ không lấy ở trên này nữa. Như mọi năm ấy, thì là sẽ có một số của tổ chức và một số của văn phòng lấy. Và thường là hai cái số này nó không trùng khớp với nhau. Tại vì có thể là khi mà văn phòng lấy thì văn phòng lấy qua kênh của văn phòng của các tỉnh thành đoàn. Còn ban tổ chức thì ban tổ chức lấy qua kênh tổ chức kiểm tra của các tỉnh thành đoàn. Do đó là hai cái số này nó không tương thích với nhau. Vì vậy là năm nay thì trung đoàn khi mà văn phòng gửi cái biểu số liệu về cho các đơn vị thì trong cái biểu đấy các anh chị để ý là sẽ không còn cái biểu liên quan đến công tác tổ chức nữa. Và công tác tổ chức thì mình sẽ chỉ nhập ở trên phần mềm quản lý nhân viên thôi. Và năm nay cũng khác so với mọi năm trước, đó là khác ở cái thứ nhất, đó là chúng ta sẽ không có cái giới hạn về thời gian để chúng ta nhập biểu. Như mọi năm là khi nào mà tầm tháng 6 nhập thì đầu tháng 6 trung đoàn sẽ mở biểu và đúng đến ngày 30 tháng 6 thì sẽ không cho điền cái biểu ấy nữa. Đơn vị muốn điền cũng không điền được đúng không ạ? Nhưng mà khi mà nhập trên phần mềm này thì hoàn toàn các anh chị trong một năm mình có sự thay đổi, mình điều chỉnh. Hay ví dụ như là mình có thêm các lớp tập huấn kiểm tra, các lớp đào tạo bồi dưỡng này, hay là bổ sung thêm số lượng cán bộ đi cơ sở vân vân, thì mình hoàn toàn có thể nhập luôn ở trên phần mềm quản lý nhân viên này mà không có cái thời gian đóng hay thời gian mở gì hết. Và căn cứ để trung đoàn đánh giá ấy, thì đây ví dụ như là biểu số 6. Đây là biểu số 6. Biểu này căn cứ để trung đoàn đánh giá là sẽ ấn vào phần tổng hợp để xem là đơn vị nào đánh giá hay chưa. Ở đoàn cơ sở thì không có cái tính năng này, thì tí nữa thao tác đoàn cấp huyện thì em sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Rồi cái điểm đổi mới thứ hai đó là năm nay thì không phải là cấp tỉnh sẽ phải tổng hợp thủ công từ các đơn vị cấp dưới nữa, mà cấp tỉnh sẽ trong tài khoản của các tỉnh thì cấp nào được quyền điền ở biểu nào thì lên cấp trên thì nó sẽ được cộng dồn từ biểu của đoàn cơ sở từ cấp dưới của mình, chứ không phải là cấp tỉnh lên đến cấp tỉnh là cấp tỉnh phải điền lại 100% nữa. Em lấy ví dụ đây tài khoản đoàn cơ sở này là
Rồi, để ví dụ đi, sau khi mà mình điền xong cái phần như thế này là nó sẽ cho phép mình điền này. Tất cả những ô này nó sẽ cho phép mình điền. Sau khi mà mình điền xong thì mình sẽ ấn lưu. Thì khi đó hệ thống nó sẽ ghi nhận cái số liệu này của mình. Được chưa ạ? Ở đây có tính năng xuất Excel là chúng ta sẽ xuất lại cái biểu này. Tính năng tổng hợp là tính năng sẽ tổng hợp được từ các đơn vị cấp dưới trực thuộc. Cái cấp mà điền cái biểu này thấp nhất là đoàn cơ sở, cho nên là cái phần tổng hợp này thì ở dưới không có cấp nào điền nữa nên không có sự tổng hợp. Bây giờ sẽ vào tài khoản của đoàn cấp huyện này. Ở trong này nó sẽ có công cụ cho mình để mình xem là cấp nào là đã điền biểu hay chưa để mà mình đôn đốc các đơn vị triển khai. Rồi ở tài khoản của cấp huyện thì mình sẽ nhìn thấy là cấp cơ sở này mình có gì. Đây cấp cơ sở này là bao nhiêu người điền. Và cái này là mình không sửa được đâu ạ. Cái phần này những cái nào mà của cơ sở là mình cấp trên không sửa được đâu ạ. Nếu cấp trên mà muốn điều chỉnh lại của cấp dưới thì sẽ phải báo với ông cấp dưới này để chuẩn hóa lại cái số liệu. Đó, chứ còn ở tài khoản của cấp trên thì sẽ không điều chỉnh được các cái dữ liệu của đoàn cấp dưới. Rồi, mà chỉ điều chỉnh được các dữ liệu thuộc thẩm quyền của mình thôi. Đây là dữ liệu này. Đó, lấy ví dụ đi. Sau khi mình xong thì mình ấn lưu. Ở hệ thống nó sẽ tự ghi nhận số như thế này. Ở đây có cái nút tổng hợp này, đấy có thể xem được là đơn vị cấp dưới của mình là bao nhiêu người đã báo cáo, bao nhiêu đơn vị chưa. Ở đây mình cũng có thể xem lại được cái số liệu cấp dưới điền bằng cách là tích chọn vào đây. Đó, tích chọn vào trong này là mình cũng xem lại được các cái biểu số liệu cấp dưới điền. Đây là thời gian. Thời gian này nguyên tắc lấy sẽ là lấy từ ngày 1 tháng 1 đầu năm cho đến cái thời điểm mà các anh chị xuất thống kê báo cáo. Chưa ạ? Biểu số ở trong chín cái biểu này của mình thì điểm mới số 3 liên quan đến công tác điền biểu năm nay đó là sẽ có 1 2 3 4 5. Năm biểu này sẽ là biểu mà hệ thống sẽ tự động lấy số căn cứ trên dữ liệu ở phần mềm quản lý đoàn viên. Biểu số 6 7 8 9 là biểu mà các cấp vụ đoàn phải điền. Đó. Đối với những cái biểu mà hệ thống tự lấy số này. Đối với những biểu hệ thống tự lấy số thì các anh chị lưu ý giúp cho một cái điểm như thế này. Bình thường ở trong các cái biểu thì mình sẽ có phân loại thành phân loại đối tượng ở đây đúng không ạ? Các anh chị có biết là cái phân loại đối tượng này hệ thống lấy từ đâu không ạ? Cái phân loại đối tượng này hệ thống lấy từ trong cái phần quản trị và quản lý tổ chức. Ở trong quản lý tổ chức này mình sẽ có các cái loại phân khu phân loại đối tượng là tổ chức này ở thuộc khối nào, khối nông thôn hay khối đô thị, khối doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thì chính cái việc phân loại tổ chức đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái dữ liệu này. Do đó là các đơn vị đừng thắc mắc là tại sao cái số tổng, cái số thành phần này nó lại không bằng cái số tổng. Bởi vì số tổng ấy là hệ thống nó sẽ lấy trực tiếp ở trên những cái tổ chức mà đã được tạo lập. Còn cái số thành phần này muốn chia ra được ấy, thì cái tổ chức đấy phải được phân loại vào cái khối nào thì nó mới hiển thị vào đây. Chứ còn nếu mà mình mà tạo lập tổ chức xong mà mình không phân cái loại như này thì tất cả dữ liệu trong biểu số 1 về công tác đoàn viên này, biểu số 2 về công tác xây dựng đảng này, biểu số 3 về công tác đánh giá xếp loại, biểu số 4 về công tác số liệu của cây tổ chức, biểu số 5 là số liệu cán bộ đoàn, cả đội ngũ cán bộ đoàn thì nó cũng sẽ không nhảy vào các cái loại đối tượng này đâu ạ. Nên là cái việc mà phân loại đối tượng của khi mà tạo lập cây tổ chức là rất quan trọng. Đặc biệt cái trường hợp này xảy ra khi mà nhiều đơn vị là nhập bằng file Excel lên trên phần mềm ấy thì file Excel người ta sẽ không yêu cầu bắt buộc phải điền một số trường dấu sao. Nên là nhiều đơn vị nhập file Excel lên xong rồi cái phần loại tổ chức là trống trơn, không có cái phân loại gì cả. Nếu mà loại trống trơn như thế là cái số liệu này nó sẽ phản ánh sai đấy ạ. Còn ở đây riêng cái khối học sinh, sinh viên, cán bộ, giảng viên, giáo viên này, cái này ở trong loại tổ chức thì các anh chị nhìn thấy là nó không phân là
cái tổ chức này là khối học sinh hay sinh viên hay giảng viên giáo viên đúng không ạ? Mà cái này muốn hiển thị được ấy thì nó sẽ phải vào phần thông tin đoàn viên và vào danh sách đoàn viên. Ở đây. Phần thông tin đoàn viên này thì ở trong cái phần mà chọn nghề nghiệp này, nó sẽ phân ra thành ba khu vực này. Thì nếu mà muốn cái số liệu đấy nó hiển thị đúng chính xác thì cái thông tin đoàn viên này mình phải chọn cái chỗ này giúp em. Trong khối trường học nhé, lưu ý trong khối trường học phải chọn cái chỗ này giúp em. Thì nó mới có thể phân vào được là ba cái loại là học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên. Đó, mọi người hiểu chưa ạ? Bây giờ em sẽ hướng dẫn đối với các cái biểu số 6, thế là mọi người hình dung ra được chưa? Công tác điền biểu rất đơn giản đúng không ạ? Chỉ công tác quản lý cũng rất đơn giản. Biểu số 7, số 8, số 9 thì cũng tương tự. Thì khi nào mà hệ thống áp biểu lên thì em sẽ thông báo để cho các đơn vị hướng dẫn cơ sở. Còn mọi người yên tâm là mọi người yên tâm là về cái thời gian điền biểu ấy, nếu trong trường hợp là cái biểu này do trung ương đoàn áp bị muộn thì trung đoàn sẽ gia hạn cái thời gian điền biểu cho các đơn vị, bởi vì cái tiêu chí chấm cái việc điền biểu này là vào cuối năm cơ, chứ không phải là quý 2 này mình đã chấm luôn. Do đó là nếu trong trường hợp trung đoàn sẽ tạo điều kiện hết sức cho các đơn vị, nếu trong trường hợp mà áp biểu muộn thì sẽ gia hạn cái thời gian điền biểu lại, nên mọi người yên tâm. Nhân đây thì em cũng hướng dẫn với các anh chị về cái đây là một tài khoản ở trên App Thanh niên Việt Nam này. Rồi, chúng ta ấn đăng nhập. Khi mà chúng ta nhập mật khẩu ở đây, nhập số điện thoại ở đây. Ví dụ. Ví dụ trong trường hợp này, số điện thoại này đang là hệ thống nó báo lỗi đang là chưa chính xác. Thì bây giờ chúng ta muốn xem là tên đăng nhập của cái số này nó là như thế nào thì mình sẽ vào cái phần là đăng ký ngay này. Sau đó mình nhập cái số điện thoại vào đây thì hệ thống nó sẽ sao số điện thoại rồi đó, thì hệ thống nó sẽ hiển thị cho chúng ta cái tên đăng nhập là như thế này. Và khi mà chúng ta nhớ cái tên đăng nhập này và khi mà chúng ta quay trở lại này, đăng nhập lại này. Chúng ta sẽ sử dụng cái tên đăng nhập này để truy cập lại vào app. Được chưa ạ? Mọi người hiểu cái cách khắc phục chưa ạ? Rồi, thế thì tổng kết lại của cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì có mấy nội dung như sau. Thứ nhất, đó là về công tác hướng dẫn cán bộ đoàn nhập thông tin ở trên phần mềm quản lý đoàn viên. Thì có hai cách, một là cán bộ đoàn sẽ nhập thông tin ở trên app, và cách thứ hai đó là cán bộ đoàn sẽ nhập thông tin trực tiếp ở trên RAM. Đối với việc cán bộ đoàn nhập thông tin ở trên app thì mọi người lưu ý là phải chọn đúng chức danh, chọn đúng cái nơi mà muốn
dữ liệu cán bộ đoàn hiển thị vào, và cái chức danh đó phải là cái chức danh mà ở cái nơi mà muốn cán bộ đoàn hiển thị vào, chứ không phải là cái chức danh kép của họ. Được chưa? Lưu ý số 2 đó là trong cái phần biểu thống kê số liệu các cấp thì các anh chị phải muốn cái biểu đấy nó được chính xác, thì cái việc mà phân phân loại tổ chức và tất cả các nghiệp vụ lên trên phần mềm của nhân viên phải thực hiện chính xác. Nếu mà không phân loại tổ chức hay nghiệp vụ làm sai thì dữ liệu phản ánh nó sẽ sai. Và cái thứ ba là liên quan các cái điều biểu điền thì nó sẽ là nguyên tắc là sẽ cộng dồn từ cơ sở lên. Cái số nào mà thuộc thẩm quyền của cơ sở thì cơ sở sẽ điền, chứ cấp trên cũng không thể điền thay được. Và ở đây đã có công cụ xuất Excel thống kê báo cáo, do đó là các anh chị có thể thường xuyên vào để kiểm tra cái việc nhập dữ liệu của các đơn vị. Và được rồi, buổi tập huấn đến nay là kết thúc ạ. Trong quá trình mà chúng ta thao tác có vấn đề gì liên quan đến lỗi kỹ thuật hay là các anh chị vẫn chưa hiểu về nghiệp vụ thì các anh chị có thể nhắn lên trên nhóm triển khai phần mềm của luyện viên, em sẽ hỗ trợ các anh chị giải đáp. Anh cảm ơn.